câu lạc bộ dưỡng sinh Đức Linh. Còn bên kia quay cho cái ngày chúng ta bên trái là hướng đây là hướng đi Vũ Hòa. Bên trái của cái cổng chính là có cái cây xăng để chúng ta hình dung ngày nào chúng ta biết được cái điểm này. Còn bên tay phải chúng ta là hướng đi là Võ Xu. Này Võ Xu. Rồi chúng ta trở lại cái cổng chính để chúng ta hình dung. Rồi mời cả nhà chúng ta tiến thẳng vào bên trong điểm lớp học. Đây là câu lạc bộ Đức Linh nha cả nhà. Để ngày nào mình có duyên mình tiếp cận cái môn học để mình học, mình nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Ở bên kia quay hình thức cái cổng, từ ngoài cổng vào trong cái điểm lớp cho cả nhà chúng ta dễ hình dung hơn. Hôm nay là ngày cấp 6, cấp 7 cho nên anh em đọc môn chúng ta các tỉnh lân cận vừa ở đây học và hương lực rất là đông. Đây là cái hình thức bên ngoài là có ít xe, nhưng bên trong cái vườn cao su đi sâu thẳng vào thì rất là nhiều xe, nơi đậu đó thật là mắc. Bên Kim có đỡ số điện thoại cho cả nhà chúng ta khi học đỡ liên hệ, ngày nào mình tiếp cận đỡ mình học mình nâng cao sức khỏe để lùi bệnh tật. Bên trái của màn hình đó là cũng một cái đường đường đỡ xe không còn chỗ. Rồi mời cả nhà chúng ta tiến thẳng vào bên trong. Phần Kim quay hình dung từ bên trong ra bên ngoài cho cả nhà chúng ta được nhận thức, biết được khoảng cách từ cái bảng lớp trước cổng vào cái điểm lớp. Rồi, chúng ta tiến thẳng theo hướng mũi tên. Và cái hướng đó là khu ăn uống, nấu nhà bếp và khu giặt giũ, tắm rửa. Rồi, mời cả nhà chúng ta dừng lại màn hình để tiếp tục theo dõi. Cả nhà chúng ta dừng lại màn hình nha. Để Quỳnh Kim quay tổng quát bao quanh trước và sau cho cả nhà chúng ta đó, với bạn rất là nhiều để cho anh em đồng môn chúng ta học cấp 6, cấp 7 ăn uống ngủ nghỉ. Còn bên tay phải màn hình của Quỳnh Kim là nơi này đó, anh này cầm bộ tên này là mình đi vào những cái nơi là đỡ đồ quần áo đó, là có khi nguy chữ khu luôn Vũng Tàu Thánh Linh đó. Còn bên này là Hàm Thuận Phan Thiết à. Còn bên này tiếp theo là Lâm Đồng à, cho mỗi nơi cho mỗi anh em đồng bộ chúng ta đỡ mình đỡ đồ phân biệt giờ lấy hơn. Còn bên này là Đắk Nông nghe nhà đó, rất là quy mô chu đáo gọn gàng và ngăn nắp ở từng nơi từng vùng đỡ chúng ta đỡ đồ phân biệt. Rồi, khu trước mặt ống kính màn hình của bên Kim Mời cho cái nhà chúng ta là những cái bạc xanh xanh đó là nhà vệ sinh nha. À, vệ sinh. Còn hướng này là thẳng nhà nấu ăn nha. Mời cả nhà chúng ta đứng ra màn hình để theo dõi đi theo hướng thẳng tới nhà nấu ăn như thế nào nha. Đây là cái nhà nấu ăn mà cao su nha cả nhà, vườn cao su. Đỡ xe đồ là rất mát nha cả nhà. Đó, nãy Quỳnh Kim đã có nói là những trước những cái tấm bạc dây xanh xanh đó là khu vệ sinh. Đó, còn bên phải thẳng tiến là nhà bếp nấu ăn cho anh em đồng môn chúng ta khi đến học cấp 6, cấp 7 à, và chúng ta tiến thẳng. Và hôm nay những cô chị anh chú tham gia đỡ nấu ăn cho anh em đồng môn chúng ta ngày cấp 6, cấp 7 như thế nào và có những món gì hấp dẫn hay không. Nơi đây là rất rộng và thoáng mát, là cái rừng cao su như thế này
mình muốn hình dung vào cái nhà bếp nấu ăn á, thì Quang Kim quay ngược trở lại vào trong cái điểm lớp đó, cái điểm lớp đó thấy rất là xa, rộng rãi, thoáng mát nha cả nhà. Rồi mình tiếp tục trở lại cái khu nấu ăn thì có cấp 6, cấp 7 cho anh em đồng môn chúng ta. Những anh chị, những chị em là ngồi trong cái nhóm này là nói gì, hôm nay là để cắt mít ra làm những cái món ăn Kim phong hoàng cho cả nhà chúng ta biết đỡ theo đó là đang làm mít nha. Rồi tiếp tục lại nhà bếp nấu ăn. Hôm nay có những cái món gì rất là đặc biệt, thật tuyệt vời cả nhà. Dụng cụ chiếc bát chị em đã rửa sạch sẽ, sẵn sàng để chuẩn bị trưa nay là để cho anh em đồng môn chúng ta học cấp 6, cấp 7 có bữa ăn ngon miệng. Riêng biệt với cái nhà, cái điểm lớp học nha cả nhà, lớp học đỡ cho khó, không có sự ồn ào và rất là yên tĩnh thoáng mát nơi này. Rất là nhiều món ngon cả nhà. Bây giờ cả nhà chúng ta mà ai chưa biết cái điểm này thì hôm nay cùng theo dõi video này với bên Kim đã mình biết được nha. Ngày nào mình có duyên mình đến mình học nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật của mình. Đây là anh ở chính của đầu bếp Mr. Nam. Bên Kim không biết tên gì nhưng mà Nam, bên Kim có Mr. Nam luôn. Ở đây vui vui tí. Anh Đạt à, anh Đạt là chủ nhà bếp. Nghe không cả nhà, hấp dẫn không cả nhà, đối bụng không? Bên Kim thấy là thấy thật là hấp dẫn cả nhà. Rồi, rồi chúng ta tiến thẳng vào hoa rau củ quả như thế nào. Đó, thấy tươi và sạch sẽ luôn nha cả nhà, bởi vì nấu cho anh em đồng môn chúng ta học viên học thì những cái món tươi ngon và rất là sạch đẹp. Thấy không, có rất là nhiều món đã làm sẵn tất tần tật. Chị em nào làm bên khâu gì thì ra khâu đó, khâu rau thì ra khâu rau, mà khâu hoa củ quả thì ra hoa củ quả đó. Thấy không, còn bên mít là bên mít, những cái nhà bên trước mặt nãy mình kêu qua cho nghe chúng ta là những chị em đang làm mít, là những cái món thật là ngon trong bữa trưa hôm nay. Thì đó là đỡ tham gia đỡ nấu cơm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngày xưa ông bà mình cũng nấu hình thức như vậy, hôm nay là truyền thống nấu cái kiểu như này là rất là ngon nha cả nhà. Nấu được nha. Đức Linh nấu được nha các bạn. Chỉ có câu lạc bộ Đức Linh là nấu được. Tất cả là mấy nồi vậy? 80. Bao nhiêu ký? 64 kg gạo. Rồi cứ một lần nấu là 64 kg gạo cho anh em đồng môn chúng ta cấp 6, cấp 7 tại nơi Đức Linh này nha cả nhà. Trách nhiệm là dân Vũ Hòa nấu. Vũ Hòa nấu. Trách nhiệm. Đây hai cháu cả nhà. Cả nhà ở nhà nhưng mà vẫn thấy trực tiếp giống như Quang Kim đã đến qua cho cả nhà chúng ta được biết. Cấp 4 năng là gấp đôi. Đúng rồi. Cấp 6, cấp 7 là ít thôi nha cả nhà. Thấy không? Rồi mời cả nhà chúng ta ra cái chỗ anh chị em là gọt trái cây. Đó, bên Kim thấy trước ống kính màn hình là mít nha. Mời cả nhà chúng ta tiến thẳng. Đây, chuẩn bị một xe ngày xưa của bên Kim gọi là cái xe này là xe ba gác. Một xe trái cây luôn cả nhà. Thấy không? Tươi sạch luôn. Thơm phức luôn nha cả nhà. Rồi mời anh em chúng ta tiến thẳng vào nơi để làm những món mít, là làm những cái món gì nha. Chào mấy chị, hôm nay mình làm món mít món gì đó anh Kim lâu nay nha. Gói mít nha cái nhà. Thấy không hấp dẫn không? Thấy không? Sao mà nó thơm dữ cái nhà. Thấy không, một bên là khâu rau, một bên là trái cây hoa hoa quả, tất tật
à, em cả nhà. À, có nghĩa là tất tần tật lo đầy đủ cho anh em đồng môn chúng ta khi đến học cấp 6, cấp 7. À, không con gì đẹp băng. Rồi, à, mình Kim quay trở lại cái điểm lớp cho cả nhà chúng ta xem hôm nay học như thế nào, đông hay là ít nha. Rồi cả nhà chúng ta. Nở vào lớp học thì ban tổ chức bắt đầu sắp xếp cho anh em đồng môn chúng ta có một vị trí ngồi thoải mái để chúng ta được ngồi và được thời gian lâu hơn. Rồi cả nhà chúng ta đừng để màn hình để tiếp tục theo dõi hết buổi hôm nay, ngày học cấp 6 đầu tiên như thế nào và ra sao nha. Nãy Vân Kim thì quay sau lưng của lớp học, bây giờ Vân Kim quay trước mặt của lớp học cho cả nhà chúng ta hình dung và tổ chức sắp xếp cho anh em đồng môn chúng ta hôm nay học cấp 6, cấp 7 để cho thoải mái, vị trí hoàn hảo hơn. Ngày đầu tiên chính thức bắt đầu, chú Mai cùng ngồi với anh em đồng môn chúng ta một ít thời gian rồi mới nói về lý thuyết của cấp 6. Mời cả nhà chúng ta tiếp tục theo dõi video. Giờ lý thuyết bắt đầu, chú Mai đứng giảng cho anh em đồng môn chúng ta. Mời cả nhà chúng ta tiếp tục theo dõi video. Kết thúc lý thuyết rồi, chú Mai cùng ngồi anh em đồng môn chúng ta một ít thời gian, rồi lớp học anh em đồng môn chúng ta ra ăn cơm trưa rồi tiếp tục buổi chiều. Mời cả nhà chúng ta đứng lên màn hình để tiếp tục theo dõi video như thế nào, để kết thúc lớp học ngày đầu tiên của cấp 6, 7 như thế nào tại Dưỡng Sinh, trường sinh học thu năng lượng vũ trụ Đức Linh. Lớp học đã kết thúc buổi sáng ngày đầu tiên của cấp 6, cấp 7 anh em đồng môn chúng ta. Giờ bắt đầu ăn cơm trưa rồi tiếp tục buổi chiều học tiếp. Anh em đồng môn chúng ta thật là đông, với những người thật là vui vẻ, không cả nhà? Rồi video đến đây cũng đã kết thúc nha cả nhà. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc cả nhà chúng ta vui vẻ và sức khỏe dồi dào, thu được nhiều năng lượng, được thành công tốt đẹp trên con đường tu học. Rồi, hẹn gặp lại video lần sau.